Vâng, em Thanh gửi lời chào tới toàn thể các bác nhé. Trong clip này em sẽ giới thiệu với anh em về cái cách chúng ta mua một con vang cơ đấu cùng với cái hệ âm ly cũ của mình, cách đấu nối và cách sử dụng là sao cho nó hiệu quả và nó hay và chống vú rít tốt, hát hay hơn so với những hệ âm ly cũ ngày xưa. Đó, trong clip này em sẽ giới thiệu và chia sẻ thật là chi tiết tới anh em. Thì đầu tiên kể đến, để mà làm đến việc này thì anh em phải trang bị cho mình một con vang cơ. Đó, con vang cơ thì trên thị trường nó khá là nhiều loại và có nhiều cái tính năng khác nhau. Như con này thì nó là một con khá là hay. Về cơ bản là echo hát rất là ngọt ngào. Nó có đầy đủ tất cả các cổng kết nối như USB này, Bluetooth này, cổng quang này và hai đường AUX và thêm một đường USB để anh em nghe nhạc rất là tiện lợi. Ngoài ra con này thì nó tích hợp bo vỉ chống hú rất là mạnh. Đó, tích hợp bằng nút bấm ngay trên đây. Đó, bo thì ở trong đây, nút bật tắt rồi chống hú, thì khi trang bị con này vào cái khả năng chống hú gần như tuyệt đối luôn, nhưng mà nó vẫn có thể xảy ra. Nhưng ở cái cách dùng như thế nào để nó đạt hiệu quả tốt nhất thì trong clip này em sẽ hướng dẫn anh em. Vâng, như anh em có thể quan sát là đây là cái một con âm ly như ở nhà các bác đã sử dụng đấy. Đó, thì bây giờ để làm sao để đấu nối cho nó hiệu quả thì các bác làm như sau. Các bác coi nó là một con đẩy, chúng ta sẽ không can thiệp vào mic của nó. Đấy, nhại nó không sử dụng, vặn hết về không cho em. Rồi tiếp theo đây là hai cái đường nhạc. Đây là hai cái đường nhạc cho kênh 1, 2 và 3, 4. Thì bây giờ là mình sẽ biến nó là cái đường tiếp nhận nhạc thôi, từ con vang này xuống. Đó, và mình chỉ hiệu chỉnh ở khu vực trên này. Và tốt nhất là mình cũng lên là để bằng hết, không cần chỉnh nhiều. Mình sẽ chỉnh trên con vang. Đó, rồi tiếp theo em sẽ quay lại phía sau cho anh em xem. Ở phía sau con vang này thì các bác khi mà mua vang này em sẽ trang bị cho anh em một đôi jack. Thì đôi jack này nó gọi là đầu cái và AV. Đầu cái thì sao? Vì đầu cái nó có lỗ, nó tiếp nhận. Đấy, thì gọi là đầu cái. Thì đầu cái này thì anh em sẽ cắm vào cái đường ra của con vang đây này, left right này, đường output này, đường left right con vang chúng ta cắm vào. Anh em cắm vào cho em. Cắm chặt tay nhá. Đấy. Rồi. Khi đã cắm xong được cái đường ra của vang, anh em lấy hai cái sợi dây còn lại của nó, anh em cắm vào cái đầu vào của con âm ly. Thì với đầu vào thì ở đây thì em sẽ cắm vào đường 1 2 của âm ly, cắm vào. Cắm vào đường 1 2. Đó, ở đây thì em làm ví dụ thì em có cấp xuống một con loa ở dưới. Đây em đang để dưới đây một con loa, em cấp xuống dưới đấy. Đó, và khi mà anh em cắm được như thế này là nó đã phát tín hiệu từ con vang xuống rồi. Coi như con âm ly của chúng ta chỉ là con đẩy thôi. Rồi, tiếp theo ở trên cái hệ này như đây là con vang thì em sẽ cấp nhạc nó bằng đường dây từ tivi xuống. Ví dụ dây cái tivi của em là cái dây AV này. Đó, thì em cắm vào trực tiếp vào một cái đường gọi là AUX 2 ở trên con này. Thì nó có ghi rất rõ khu vực này là UX1, UX2. Rồi thì em cắm vào đường 2. Rồi, còn nhà các bác dùng cái đường gì thì các bác cắm đường đấy. Thích cổng quang thì anh em cắm vào đây. Đó, thích bắt Bluetooth thì anh em bật điện thoại lên. Và với trường hợp này em bắn bằng cái đường TV xuống luôn, là đường AUX2. Thì các bác có thể rút cái dây đó mà các bác cắm tín hiệu vào âm ly ra và cắm lại vào con vang. Còn cái chỗ mà các bác rút ra từ âm ly thì bác cắm cái dây từ con vang này vào nó, thế là xong, rất là dễ hiểu. Đường mic thay vì cắm vào âm ly, chúng ta không cắm vào âm ly nữa, chúng ta cắm vào đường vang, mic của vang. Đó, thì tăng cái khả năng chống hú thì phải bắt buộc phải như thế thì mới sử dụng được. Rồi, đây em sẽ bật lên, sẽ giới thiệu qua cho anh em. Bật lên này. Đó, bật mic rồi. Bật vang rồi, bây giờ bật âm ly lên. Em để mặc định 12 giờ tất cả luôn. Bật lên. Rồi, khi bật được lên rồi. Đó. Hiện tại các bác nhìn này, với con này thì nó đang đèn số 2. Con này này có thể chọn chế độ USB này. Bluetooth này chọn gì nó hiển thị màn hình này. Optical này. AUX1 này. Đấy, AUX2. Thì với ở đây thì em cấp nhạc vào đường 2, bây giờ em vặn nhạc sẽ kêu. Rồi.
Thì anh em hiểu dùng là đây là nó sẽ là đường nhạc 1-2, thì anh em có thể chơi hai quả loa về kênh 1-2, hai quả loa về kênh 3-4, thì anh em tăng như này. Rồi, chúng ta đã cướp nhạc và cho nhạc kêu thành công. Tiếp theo đường mic, thì bây giờ ở đây là em sử dụng cái mic không dây. Đó, em sử dụng mic không dây. Thì đầu tiên em sẽ bật mic lên, kiểm tra xem là có đúng tần số chưa, bằng cách là alo thử. Ê, có trùng số, em cho tiếng mic lên này. Đi 67 12 12 5 6 7 9 10. Đó, cho tiếng mic lên rồi. Đó, em sẽ lấy tín hiệu là từ con vang này xuống con âm ly, đúng các bác? Đó, cho tín hiệu mic lên rồi. Tiếp theo là các bác phải để ý thêm nữa là chúng ta sẽ phải cho nó to hết cỡ ở cái tiếng mic này, vì có những con vang ấy, nó có cái hệ mic volume ở đằng sau, nhưng như cái con này thì là nó không có cái hệ đó. Nhưng mà có nhiều con thì con vang này có cái hệ to mic đấy, thì các bác sẽ phải chỉnh lại là cái volume mic này. Đó là các bác sẽ phải cho to lên. Đây này, ví dụ như ở đây này, hệ này thì nó đằng trước, thì các bác sẽ cho to lên để nó tăng cái hiệu quả phát qua âm ly của các bác. Ê 67 12 12, cái này của em là mic 24 này. Ê 67 90 12. Đó, đây là cái cách cho to mic lên này, bằng cái điều khiển ở giữa này. Hoặc là các bác cho tăng ở nút mic tổng. Đây, tăng ở đây lên. Đó, rồi tiếp theo này, cái nút này là nút echo. Thay vì chúng ta dùng echo của cái âm ly thì anh em chuyển sang đây, echo của vang. Echo của vang rất là hay nhé, nó rất là nhạy, rất là hay và định tiếng. Đó, thì bây giờ chúng ta sẽ không chỉnh bát trung chép ở phần dưới của con âm ly nữa, mà chúng ta sẽ chỉnh ở trên con vang. Anh em để ý phần music tông này, nó chỉnh bát trung chép cho tiếng nhạc đấy, và mic tông là bát trung chép cho tiếng mic đấy, và echo thì trong đây nó có bát trung chép cho tiếng echo đó, và nó có delay và gì beat cho echo là kéo dài và lặp lại đó. Thì cái này nó là chỉnh hệ phụ cho những ba cái nút tổng này. Đây là nhạc to nhạc nhỏ. Đấy, đây mic to mic nhỏ. Đấy, mic to mic nhỏ ở đây, nhạy nhiều nhạy ít ở đây. Đó, nó rất dễ dùng, gần như các bác chỉ cần dùng ba nút này thôi, và khả năng chống hú tuyệt vời. Anh em ấn nút đây, gần như nó cắt hú đến phải tầm 95%. Anh em nhớ bật cái này vào nhé, để nó chống hú. Đó, dùng rất là hay và tiện lợi. Thì với một con vang cơ thì nó sẽ giảm thiểu cái khả năng chống hú, nó sẽ triệt để cái khả năng nó chống hú rít đấy mà âm ly không làm được. Và tiếp theo là nó có rất nhiều hệ để anh em chơi nhạc. Và cái thứ nữa là gì, nó không bị sột soạt như những cái hệ âm ly này. Khi anh em hát một thời gian này, tất cả cái chiếc app này nó bị sột soạt, nó bị hư. Thì với cách đấu như này thì nó sẽ giảm, nó sẽ khắc phục được cái vấn đề sột soạt và trông hú tốt hơn, hát nhẹ tiếng và bay tiếng hơn. Đó, và nó sẽ hiệu quả hơn với cái hệ âm ly cũ của các bác. Đó, thì em Thanh cũng làm cái clip này để hướng dẫn qua cho anh em về cách sử dụng đấu nối và nâng cấp cho mình một con vang cơ để có thể hát hò hoặc là nghe nhạc hay hơn, hiện đại hơn, mà không muốn phải mua thêm đẩy thì có thể biến con âm ly của các bác thành một con đẩy để đánh trong lúc đợi chờ tài chính để mua đẩy. Thì đây cũng là một cách mà rất là hay, em nghĩ anh em có thể trang bị cho mình những cái con vang cơ này. Vì giá trị của vang cơ trên thị trường nó rất nhiều loại, có loại nó chỉ tầm 1,5 triệu thôi, có loại nó 2,5 triệu 3 triệu, nó tùy từng đời. Đó, thì clip này em Thanh xin phép là kết thúc tại đây. Anh em có những cái thắc mắc, những cái hỗ trợ thì hãy comment trực tiếp ở phía dưới. Và thấy hay thì hãy like và đăng ký kênh giúp em. Đó. Vâng, đấy, âm ly nó cứ hay bị xoạt xoạt. Đấy, và những cái tiếng rất đơn giản như thế này. Vâng, xin chào và hẹn gặp lại anh em ở những clip tiếp theo.